Dạ, TV256 xin mến chào quý anh chị em trên diễn đàn. Giờ hôm nay thì với cái chủ đề là tự do 3 thì TV muốn chia sẻ với anh chị em về cái tin mà mấy anh chị em đó ở Hà Nội đó biểu tình. Nó không phải gọi là biểu tình nhưng mà đã làm một cái lễ mà tưởng niệm 64 chiến sĩ ở bị giết, bị thảm sát tại Hoàng Sa đó, ngay cái đảo Gạc Ma đó, thì bị công an bắt, không phải công an bắt mà công an đánh. Sau cái buổi lễ tưởng niệm thì công an đánh cái người bạn trẻ đó là Nguyễn Viết Dũng và cô Đỗ Thanh Vân, thì hai người bạn trẻ mà chúng ta rất là quý mến, đánh đổ máu ra với những cái hình ảnh mà chúng ta thấy như vậy, thì và bắt đi cái cô Thảo Teresa đó, thì rốt cuộc thì đồng bào báo động với nhau và tập trung rất là đông đảo tại chỗ mà công an mà bắt giam giữ đó, thì đồng bào làm một cuộc biểu tình mà TV thấy là cũng là khá lớn đó. Thì trước một cái áp lực như vậy thì bọn công an đó mới thả cái cô Thảo Teresa ra, và trong cái đoạn video mà TV thấy thì cô Thảo có mắng mấy cái anh công an là mấy anh không có biết cái sự thật lịch sử. Cái sự thật lịch sử nó rất là quan trọng, tại vì đó vào năm 1988 đó, bọn giặc Tàu nó đem quân ra, nó xâm chiếm Trường Sa, nó tấn công vào đảo Gạc Ma và nó giết toàn bộ các chiến sĩ, và nó bắn mấy cái tàu mà mình thấy mà cách đây cũng khoảng hàng chục năm đó. Thì TV biết là một cái đoạn băng thép mà từ bên tụ tàu, tụi mình tất cả là toàn là chữ tàu không, và âm thanh tiếng nói cũng có tàu không, nhưng rốt cuộc bây giờ cái đoạn băng đó làm như là không có còn ai mà giữ được. TV thích những cái đoạn băng mà trung thực như vậy, có cái nguồn gốc như vậy, chứ không phải những cái đoạn băng sau này đó. Thì được biết rằng đó, thời lúc đó là 1988 là ông Lê Đức Anh là làm bộ trưởng defense, là bộ trưởng về quân đội đó, tự nhiên quên ngang à. Bộ trưởng quốc phòng, đúng rồi. Nhiều khi đó thấy không, càng ngày càng lớn tuổi là cái quên là quên thôi. Thì ông Lê Đức Anh đó đã ra lệnh cho tất cả các chiến sĩ mà ở đảo Trường Sa đó là không được bắn lại với Trung Quốc. Thành ra đó, khi mà chúng ta xem cái cuộn băng mà của tàu mà nó đưa ra đó, chúng ta thấy cái hình ảnh rất là căm tức, rất là, mình thấy rất là kinh hoàng nữa. Kinh hoàng là cái người tàu đó, họ thấy, họ bắn xả vào những cái quân nhân của mình mà hoàn toàn người ta không có phản ứng lại. Người ta không có bắn lại, không có một ai mà có một tiếng súng mà bắn lại bên giặc tàu đó. Thành ra 64 chiến sĩ nó giết gọi là gọn nhẹ mà không có một phản ứng gì hết. Đó là cái mà TV muốn vạch mặt cái tên Lê Đức Anh đó, là bộ trưởng quốc phòng đó, là không có cho mà người lính bắn trả lại.
Thành ra đó, TV cũng hoàn toàn phản đối mà những cái báo chí mà ở trong nước cứ nói là hải chiến Hoàng Sa. Làm gì có hải chiến Hoàng Sa? Khi mà người ta nói rằng là cái hải chiến đó là phải phải có trận đụng độ giữa hai bên chứ. Bây giờ tự nhiên có, tự nhiên cái lấy súng mà bắn người ta mà người ta không bắn trả lại, coi như là giết người thôi. Mà khi giết người mà không có tự vệ lại đó, thì TV256 phải gọi thẳng là đây là cuộc thảm sát. Cái thảm sát gọi là đau đớn mà 64 mạng người như vậy, mà suốt mấy chục năm trời nha, từ năm 1988 mà mới bị lộ cái tin tức ra là vào năm, TV nghĩ là cỡ khoảng 2005 2006, thì cái bọn giặc Tàu đó không biết là nó hụt hạc với bọn cầm quyền này, thành ra nó mới tung cái đoạn audio như vậy, đoạn video như vậy, gọi là quang cảnh rồi là bắn Tàu đồ, rồi là những cái quang cảnh mà những tên Tàu đó giơ tay lên gọi là tuyên thệ để mà đánh thắng cái trận Hoàng Sa. Một cái trận Hoàng Sa hoàn toàn không có tiếng súng nổ từ phía bên kia, phía bên Việt Nam của chúng ta, thì làm sao mà nó có thể là nó danh dự được. Một cái thảm sát rồi là TV gọi là nó nhục nhã, nó ăn cướp đất, ăn cướp biển của chúng ta, nó ăn cướp đảo Gạc Ma của chúng ta, rồi ngày nay nó xây dựng, nó làm cái căn cứ là phi cơ quân sự của nó. Nó ăn cướp rất là thành ra đó, chúng ta đó, nói thật đó, khi mà ra ngoài quốc tế đó, chúng ta không cần phải chứng minh, không cần chứng minh là cái đảo là có từ lâu đời. Dạ chào bạn Hoàng Kim nha, hello. Cái đảo đó có từ lâu đời, chúng ta không cần chứng minh điều đó. Mà TV thấy đó, trong nước đó cái mang ra nào là từ đời nào, đời Gia Long, rồi đời Minh Mạng, rồi đủ thứ. Chúng ta hoàn toàn không cần những cái chứng minh đó. Mà chúng ta chỉ cần chứng minh rằng là vào ngày 14 tháng 3 có cuộc thảm sát ngày đó, giết người ngày đó để mà cướp lấy cái đảo đó. Chúng tôi bảo thế giới là vậy là đủ rồi. Thế giới biết được mà sau khi mà Liên Hiệp Quốc được thành lập thì giặc Tàu dùng vũ lực để mà cướp đảo, thì giặc Tàu phải trả lại đảo cho chúng ta, không cần chứng minh gì hết. Hình ảnh đó là chứng minh, hình ảnh ăn cướp đó là chứng minh, hình ảnh đó là lịch sử. Và nếu mà chúng ta thưa kiện, chúng ta chắc chắn thắng trước Liên Hợp Quốc. Giống như đảo Hoàng Sa cũng vậy, đảo Hoàng Sa mà thời Việt Nam Cộng Hòa đó, cũng 73 chiến sĩ, 74 chiến sĩ mà anh dũng nằm xuống. Cái đó là hải chiến Việt Nam Cộng Hòa, đó là khi mà giặc Tàu nó vào cái lãnh vực của mình là mình bắn liền, mình khai hỏa liền. Đó, nó có cái trận mà tử chiến như vậy. Thì câu chuyện mà Hoàng Sa mà bị cướp đó, nếu mà mình thưa kiện, mình vẫn thắng kiện. Tại vì đó là những quần đảo của mình, và người ta đem quân lại, người ta cưỡng chiếm, người ta dùng vũ khí, người ta cướp, thì trước mặt thế giới là chắc chắn là mình thắng. Dạ, TV dẫn tức bạn Vân Khanh Trang nghe. Thì TV muốn trình bày cho quý anh chị em về cái cuộc mà đòi người vừa qua đó. Mấy chị anh chị em rất là hay, mà đồng bào cứ đến đông đảo, đến đồn công an rồi đòi phải thả người, thả cái cô Thảo Teresa ra. Và trước một cái áp lực mà đông người như vậy,
thì bọn công an nó bắt buộc nó phải thả ra thôi. Vì anh chị có thể lắng nghe cái audio đó, cũng hay lắm. TV có cái phần audio TV nghe được đó, vào cái trang trang Mỹ Linh Nguyễn hoặc là cái trang mà Free Việt Nam Now, thì quý anh chị em sẽ thấy được cái đoạn audio mà cái cô Thảo Teresa khi được thả ra đó, thì cái cô đó chỉ mặt cái bọn công an liền là các anh không thể mà che giấu cái sự thật lịch sử được. Sự thật lịch sử là cái ông mà Tổng trưởng Quốc phòng mà Lê Đức Anh hồi nãy mà TV nói đó, chính cái ông đó, ông ra lệnh cho tất cả chiến sĩ ở Hoàng Sa, Trường Sa không có được bắn vào giặc Tàu. Thành ra để giặc Tàu coi như những chiến sĩ là làm những cái bia đó, nó tập bắn. Đó. Cái đó là cái lịch sử sự thật mà từ hồi năm 1988 cho đến cỡ khoảng 25 năm sau. 25 năm sau người dân mới biết, cả thế giới mới biết rằng là có một cái cuộc chiến như vậy. Kinh hoàng không? Tại vì hình ảnh đưa ra rõ ràng như vậy. Hình ảnh đưa ra rõ ràng không thể nào mà nhà cầm quyền Hà Nội chối được. Nhưng mà vẫn tiếp tục che giấu và che giấu. Cái hình ảnh mà lịch sử mà tiếng Tàu không á, cái đoạn băng mà chính thức, cái đoạn băng mà đầu tiên mà TV nghe được, TV 256 nghe được á, và TV viết trong nhiều cái bài viết, trong nhiều bài viết về cái đảo Gạc Ma, mà bây giờ TV check tất cả những bài viết đó là đều bị xóa hết, đều bị xóa cái phần mà YouTube á, cái phần mà tiếng Tàu đó, tất cả là xóa hết. Bây giờ TV muốn tìm cái dữ liệu đó, tìm không ra trong YouTube. Nó có một vài phần nó copy thôi, nó không phải là cái mà đoạn băng mà chính thức. Cái đoạn băng chính thức nó có cái hình 14.3 đó, là đó là cái băng chính gốc đó. Mà cái băng chính gốc thì mình thấy nó rất là tàn nhẫn, nó rất là kinh hoàng. Nếu mà các bạn mà thấy được cái cuộn băng chính gốc thì tìm xem được cái cuộn băng chính gốc đó, quý vị mới thấy rằng là người Việt Nam mình bị giặc Tàu nó giết hại như thế nào. Nó cứ xả súng, nó bắn, nó giết thôi, hoàn toàn không có một sự kháng cự nào. Thành ra mình phải gọi là thảm sát chứ không phải là hải chiến. Nếu mà gọi hải chiến thì rất là sai, rất là dục dã. Bữa nay đó thì TV vẫn giữ cái chủ đề đề tài là tự do. Bữa nay chúng ta có cái lần thứ ba rồi. Quý anh chị em nào mà muốn TV 256 chia sẻ bất cứ đề tài gì thì đánh tắt chat giùm. Còn nếu không có thì TV phải khui cái đề tài ra. Rồi TV muốn chia sẻ hôm nay với chị em là đề tài về dân chủ. Ha? Dân chủ là gì? Thì sự thật thì mình cũng không có thì giờ để mà mình đi sâu vào cái vấn đề dân chủ, mà mình chỉ cắt nghĩa về cái đề tài dân chủ gọi là không đi sâu đó, về cái sự hiểu mà đơn giản thôi, không đi quá sâu vào dân chủ. Đơn giản đó thì cái ý nghĩa của dân chủ đó là công bằng. TV thí dụ quý anh chị em ha, tại sao người ta nói dân chủ là công bằng? Mà mình người ta thường nói như vậy thì cái nghĩa nó đơn giản là dân chủ là công bằng thôi. Đúng không?
Cũng như bây giờ, thí dụ đó, anh đó, anh có thể lập hội, lập đảng, và anh đặt tên lên, anh đảng của anh là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì chúng tôi cũng có quyền lập đảng dân tộc chẳng hạn. Đúng không? Thì đó là dân chủ. Anh có quyền lập đảng thì chúng tôi cũng có quyền lập đảng. Thế cái nghĩa của dân chủ nó rất đơn giản là công bằng đấy. Góp ý cho chú để có nhiều người nghe nha chú. Chú chịu khó nói to rõ và nhanh như Thùy Dương thì nhiều người hứng thú nghe hơn. Còn không, trong vòng 5 giây là hơi nhảy đó liền. Nói từ cái bản tính của TV256 cũng vậy đó. Thường thường là nói không có được nhanh. Và khi nào mà nói nhanh đó là dữ lắm á. Là lúc đó là căm phẫn đó, là nói nhanh lắm. Nhưng mà bình thường thì tự nhiên mình nói chậm thôi. Chứ mình nhất là cái đề tài dân chủ đó nó phải nhiều suy nghĩ lắm. Còn bình thường thì TV cũng nói vừa thôi chứ cũng không phải là quá nhanh. Nhưng nó thuộc về cái bản tánh của mình rồi. Thì dân chủ có cái nghĩa đó là phản với độc tài. Cái đó đó nó cái khi mà mình nói về cái vấn đề này mình phải chậm lắm, nói nhanh không được. Tại vì khi mà nó dễ sai lầm lắm, nó dễ làm cho sự không hiểu lắm. Thành ra quý anh chị em thông cảm dùm này. Dân chủ không phải là nó phản nghĩa thẳng với là độc tài. Khi mà người ta nói chế độ này dân chủ, chế độ kia là độc tài, nó phản nghĩa với nhau như vậy. Thì sơ sơ là chúng ta biết cái dân chủ là vậy. Chứ không có cái vụ mà dân chủ mà tập trung đâu. Dân chủ tập trung là hoàn toàn TV không hiểu. Đã nói dân chủ là dân chủ chứ không phải là tự nhiên cái gì cộng đẻ ra dân chủ tập trung. Đến bây giờ thì cũng không hiểu dân chủ tập trung là cái gì nữa. Dân chủ tập trung nếu mà mình hiểu đó là nó phản với dân chủ. Và lấy Triều Tiên với Hàn Quốc ra so sánh. Dạ. Thì đó là dân chủ. Còn một cái chế độ dân chủ, bây giờ bước đến cái chế độ dân chủ, là cái chế độ đó được người dân làm chủ cái chế độ đó. Người dân làm chủ bằng cái lá phiếu của mình, là bằng cái lá phiếu của mình là bầu nên cái người mà đại diện cho mình. Thì cái đó cũng là dân chủ đó. Mà một cái chế độ dân chủ á, thì nó chia ra làm hai loại. Một loại là dân chủ đại nghị. Đại nghị là người dân bầu ra quốc hội, rồi từ quốc hội mới bầu ra thủ tướng. Đại khái là như vậy. Còn một cái chế độ, một cái bên đó là tổng thống chế. Tổng thống chế thì người dân bầu có thể là trực tiếp cho tổng thống. Giống như trường hợp nước Mỹ này đó là dân chủ, mà chế độ dân chủ mà theo tổng thống chế thì người dân nó bầu ra tổng thống. Thì đại khái như vậy thôi. Để biết rằng là cái đất nước mà cộng sản đó lúc nào nó cũng nói về dân chủ đó, mà nó không có công bằng. Nó không có công bằng làm sao gọi dân chủ được. Bây giờ tự nhiên nó đặt cái điều 4 hiến pháp là do Đảng Cộng sản lãnh đạo, rồi làm sao mà gọi là dân chủ được. Tại vì đó
khi mà Đảng Cộng sản lãnh đạo được thì người của đảng khác phái, phái khác cũng phải được lãnh đạo. Cái đó mới là dân chủ, cái đó mới là công bằng đó. Còn anh tự nhiên là anh đặt cái quyền lãnh đạo của anh, còn anh coi mấy cái đảng phái khác như là cỏ rác thì làm sao mà gì gọi là dân chủ được. Cái đó là hoàn toàn gọi là mất dân chủ đó. Dạ, TV sự thật là mong muốn quý anh chị nghe những cái đoạn ngắn ngắn thôi, chứ không có muốn mà, còn nếu mà đông người á, thì có thể TV nói dài thêm tí xíu ha. Thành ra bây giờ xin tạm biệt quý anh chị em nha, với đang có công chuyện bận nữa. Thành ra xin kết thúc nơi đây ha. Cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe.